Tai biến sản khoa là những bất thường trong quá trình mang thai và sinh nở. Bất kỳ sản phụ nào cũng có nguy cơ gặp tai biến sản khoa và tai biến có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các tai biến sản khoa, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là do chậm trễ trong quá trình khám thai cũng như việc phát hiện nguy cơ chậm hoặc có thể do bác sĩ chẩn đoán và xử lý muộn, chuyển tuyến không kịp thời. Ngoài ra, những yếu tố sau đây cũng làm tăng nguy cơ bị tai biến sản khoa. Phụ nữ mang thai trên 35 tuổi, đã từng sinh nở nhiều lần, mang song thai hoặc đa thai, người đang mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Có 6 tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm vì có nguy cơ đe dọa tính mạng của cả sản phụ lẫn thai nhi. 1. Vỡ tử cung. Vỡ tử cung thường xảy ra do quá trình theo dõi chuyển dạ không sát, không có can thiệp đúng lúc và đúng kỹ thuật. Trong lúc chuyển dạ, cơn co bóp tử cung tăng quá mức nhưng vẫn không đẩy thai nhi ra được vì đường ra bị cản trở, đoạn dưới của tử cung sẽ mỏng quá mức rồi vỡ. Vỡ tử cung thường xảy ra trong trường hợp thai nhi quá to, ngôi thai bất thường, ngôi ngang, đa thai hoặc có vết mổ ở tử cung. Tai biến sản khoa này có tỷ lệ tử vong cao với cả mẹ và con. 2. Băng huyết sau sinh. Băng huyết sau sinh là một trong những tai biến sản khoa thường gặp. Tình trạng băng huyết sau sinh được xác định khi lượng máu mất nhiều hơn 500ml. Tình trạng này diễn ra rất nhanh, khiến thai phụ và bác sĩ trở tay không kịp. Hầu hết các ca băng huyết sau khi sinh diễn ra trong ngày đầu sau sinh, trường hợp nặng có thể diễn ra sau 2 đến 3 giờ. 3. Tiền sản giật. Tiền sản giật là biến chứng của những rối loạn cao huyết áp, kèm phù nhiều và mất đạm qua nước tiểu. Thống kê cho thấy có khoảng 10-15% thai phụ có tình trạng này. Tai biến tiền sản giật có thể xuất hiện ở sản phụ mang thai từ tuần thứ 20 trở lên và cũng có thể xuất hiện trong lúc sinh hoặc sau khi sinh. Tiền sản giật xảy ra ở lần mang thai đầu vẫn có thể xảy ra ở các lần thai tiếp theo. Ngay khi có dấu hiệu báo động như nhức đầu, mờ mắt, đau thượng vị, có thay đổi nhận thức thì sản phụ nên đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám. 4. Nhiễm trùng hậu sản. Nhiễm trùng hậu sản là hậu quả của việc sót nhau trong khi sinh hoặc nhiễm trùng các vết thương tại đường sinh dục. Ngoài ra, viêm nội mạc tử cung cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiễm trùng hậu sản. Nhiễm trùng hậu sản có thể diễn biến nhanh, cấp tính, đưa đến nhiễm trùng toàn thân nghiêm trọng hoặc viêm vùng chậu mãn tính gây vô sinh. 5. Uốn ván rốn sơ sinh. Nguyên nhân gây ra tình trạng uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh là do việc cắt rốn xẻ sau sinh và chăm sóc rốn không đúng cách, kèm theo đó là việc người mẹ không được tiêm ngừa uốn ván đầy đủ. 6. Thuyên tắc ối. Đây là một tai biến sản khoa rất hiếm gặp và rất nguy hiểm. Tần suất xuất hiện tai biến thuyên tắc ối khoảng 1 trên 8.000 đến 1 trên 80.000 ca sinh và tỷ lệ tử vong mẹ khoảng 80%. Thuyên tắc ối thường xảy ra ở giai đoạn chuyển dạ, sổ thai hoặc sau sổ nhau. Phòng ngừa tai biến sản khoa. Để phòng tránh các tai biến trong sản khoa, trong quá trình mang thai, sản phụ cần thực hiện đầy đủ lịch khám thai định kỳ, ít nhất là 3 lần trong thai kỳ và giai đoạn 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ, đồng thời cần tiêm phòng uốn ván đầy đủ, bổ sung sắt, canxi. Đặc biệt cần phải có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, lao động nhẹ nhàng. Khi có một trong các dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra nước âm đạo, ra huyết âm đạo, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, thai máy yếu, đau bên sườn hoặc khó thở, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Mẹ bầu cần nắm vững kiến thức về các tai biến sản khoa để bảo vệ bản thân và giúp cho quá trình mang thai cũng như sinh con được an toàn.